Theo Bộ Công Thương, sau hơn 6 năm thị trường phát điện cạnh tranh chính thức vận hành, đã đảm bảo hoạt động điện lực được công khai minh bạch và đặc biệt đã duy trì cung cấp điện an toàn và tin cậy cho hệ thống điện. Tại hội nghị tổng kết vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm từ mùng 1 tháng 7 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, mô hình thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ khi được triển khai thí điểm đã đạt được một số kết quả quan trọng như hệ thống điện đã được vận hành an toàn tin cậy, cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, không gặp sự cố mà nguyên nhân do việc vận hành thị trường điện, đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, số lượng các nhà máy điện tham gia giao dịch trên thị trường là 87 nhà máy, tăng 2,7 lần so với thời điểm mới vận hành thị trường vào tháng 7 năm 2012. Tuy nhiên, theo Cục Điều tiết Điện lực, tỷ lệ phần trăm phát điện cạnh tranh mới chỉ đạt 49% tổng công suất hệ thống. Điều này cho thấy vẫn còn có dư địa về pháp lý, cơ chế để đưa thêm các nhà máy tham gia vào thị trường điện. Do đó, song song với công tác củng cố và phát triển thị trường phát điện cạnh tranh, Bộ Công Thương đã và đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị triển khai các công tác chuẩn bị cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh 2019.